Gyarados nha anh chị. Gyarados số sàn form mới 2019, một chủ mua mới từ đầu, màu trắng ngọc trai, một chủ mua mới từ đầu, rất là đẹp nha anh chị, quá đẹp luôn chứ không phải là đẹp bình thường nha. Euro chạy được 60 mấy ngàn, số sàn xe gia đình đi cũng khá là đẹp, rất là kỹ, form mới dáng mới rồi, động cơ là 1.6, mức độ mượt mà và êm ái của em nó thì khỏi bàn, miễn chơi mâm 17 anh chị, mâm 17 inch, rin theo xe, 4 thắng đĩa ABS, gương gập điện auto và đệ nổ startup, đầy đủ tính năng nằm ở trên con xe công nghệ này ha, con xe Kia thương hiệu và công nghệ nhập hàng, số sàn nha, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và mức độ mượt mà êm ái của em nó thì khỏi chơi miễn bàn, sơn rin của em nó thì đâu đó khoảng còn trên 90 90, một chủ mua mới từ đầu, chất xe thì bao đẹp. Cái này bên Tâm bán cho anh chị với một cái mức giá cũng khá là yêu thương nha anh chị. Rất là yêu thương luôn. 2019 ha, một chủ mua mới nha. 60 mấy ngàn cây số. Tất cả là dùng một danh từ thôi, rin chuẩn, không lỗi lầm. Động cơ, hộp số, nội thất, ngoại thất là rin theo xe hết. Và được lên một cái màn hình Android, cam hành trình trước sau. Xe này bên Tâm bán là 425 triệu nha anh chị, 425 cho con xe Kia Sorento 2019. Odo là bao nhiêu? 70.000 chứ không phải là sáu mấy nha anh chị, 70.000. Có ga tự động cruise control nè. Công tắc có đèn. Rồi anh chị coi da ghế nè, da ghế rin theo xe. Còn rất là tươi và đẹp luôn ha, 425 nha anh chị, 2019 số sàn 425, cục số vô lăng khá đẹp, thắng ABS 4 bánh nha, thắng đĩa ABS 4 bánh, máy thì êm thì thầm mùa xuân, dòng này thì không không cần phải nhắc tới máy nữa rồi, gương thì gập điện auto, có tích hợp xi nhan nha, công tắc công ơ mới tinh, cái máy thì miễn bàn, biển số 62 Long An. 62 Long An thì nó cũng đỡ ảnh hưởng về nước mặn nha anh chị, đỡ ảnh hưởng nước mặn nên cái xe nó rất là đẹp. 2019 ha, 2019 mới có form này nha, 18 hình như là chưa có đâu anh chị. Đây, tem sườn nè, tem sườn là nói nên là cái năm sản xuất 2019 nè. Động cơ là 1.6, máy xăng, số sàn. Trần vẫn là trần nỉ nguyên rin và bọc là ni lông rất là sạch sẽ nha. Được một cái màn hình Android, tính ra thì đồ chơi nó đã sẵn sàng hết rồi, không còn gì để mà phải nói hết, có cửa gió sau làm mát hàng ghế sau nha. Nội thất là ghế da theo xe, nhìn nó còn tươi mới lắm anh chị, còn tươi mới lắm, chất xe thì ok miễn bàn khỏi chơi, trần nỉ nguyên rin, ốc tán bảng lời thì khá là mới, được ốp inox máy bể bước chân lên xuống, ốc thì còn chấm sơn kiểm định hết, chưa có con ốc nào được tháo gỡ hết nha anh chị nha, táp lô táp bi rất mới, chất xe bao đẹp, anh chị em có nhu cầu thì đến xem thực tế cái xe này, bảo đảm sẽ làm cho gia đình mình cảm thấy hài lòng nhất có thể nha. Vỏ lốp thì gai cũng còn khá là cao, chất xe thì chạy êm thì thầm mùa xuân nha anh chị. Rồi, nhà mình coi cái bánh xe cua nè, mới tinh, thơm tho, sạch sẽ, mới tinh, không một lỗi nhỏ ha, rin 100% nha anh chị. Xe nào lỗi là Tâm bán xe lỗi, Tâm đọc luôn trên video này ha, nên anh chị đừng có hỏi coi có đâm va ngập nước không là không có nha. Bao nhiêu tiền? Bỏ vô văn phòng. Kéo cửa bỏ trong phòng. Mới lắm anh chị. Cái đèn sau này quá đẹp ha, sành điệu nha.
Sorento 1.6 số sàn. Số sàn nó hiếm lắm anh chị, đa phần là số tự động, số sàn nó hiếm lắm, bởi vậy nên cái giá nó hợp lý quá trời luôn. Anh chị lâu lâu có dịp xe dày thì mình chốt là mình sử dụng được ngay và luôn. Nước sơn rin còn nhiều, trên 95% mới tinh nè. Chìa khóa remote còn hai chìa nha anh chị. Quá mới chị ơi. Anh chị cứ đếm đến ô tô Vitam mà xem xe thực tế nha. Đăng kiểm còn tháng 9 2023. Đăng kiểm còn tháng 9 2023. Mình thùng nước sơn thì miễn bàn. Chất xe thì tuyệt đẹp. Không một chút gì lỗi nhỏ luôn. Máy móc thì nguyên zin. Động cơ và hộp số là chưa có tháo gỡ, chưa có đại tu gì hết. 100% là nguyên zin. Keo chỉ là nguyên zin. Nước sơn thì còn trên 90. Máy móc thì chưa đụng chạm một con ốc. Gầm bệ thì sáng bóng, không rỉ sét, không cũ kỹ nha, còn khá là mới. Mọi công năng trước bụng là tuyệt vời. Anh chị đến với ô tô Duy Tâm là sẽ có sản phẩm mang về. Nhiều xe lắm, nhiều sự lựa chọn lắm, chứ không phải có con xe này đâu nha. Và đây là một con xe rất là vừa ý và thích hợp cho sản phẩm mà anh chị đã đi tìm kiếm với dòng tiền loanh quanh 400. Tâm bán xe này cho anh chị là 425 triệu nha. Cái máy nè, máy nào đâu có gì đâu mà coi. Thì bây giờ tầm tiền 400, hơn 400 anh chị mua được cái Vios. Nhưng mà nếu mà tính về mức độ đẹp và đẳng cấp thì đây mới là đẳng cấp sedan hạng C phải không ta? Cái này hình như là ta không biết ABC là gọi sao. Đây là sedan hạng C thì phải, sang trọng và đẳng cấp. Tầm tiền này anh chị có thể mua về là làm xe đưa rước cô dâu nè, rồi làm xe áo cưới nè, rồi làm xe gia đình nè. Đi nó vừa sang trọng đẳng cấp và cái mức độ lái nó cực kỳ êm và vừa ý luôn. Cái máy nè, cô ren luôn, ốc tán nè, thắng ABS nè, cái máy chuẩn nha anh chị. Xe này thì bên Tâm mới rửa nước lạnh thôi, chưa có được qua xì 3 xì 4 gì hết. Chất xe thì tuyệt đẹp rồi, không cần phải bàn cãi nữa rồi ha. Cái màu nhôm của Kia thì nó chỉ vầy thôi nha anh chị, màu nhôm Kia nó vầy là đúng rồi nha. Đó, ốc tán còn đẹp, sáng sáng trưng à, mọi công năng chức dụng là tuyệt vời. Chờ anh chị đến để đón em nó về thôi, không còn phải nói gì nữa luôn. Liên hệ Tâm nha, 0917 nè 215512 và 0974 835522. Ô tô Di Tâm có địa chỉ là Quỹ ban xã Bình Mỹ, gần Quỹ ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn đi bằng Google là đại lý ô tô Di Tâm nha anh chị. Gọi vào số điện thoại là 0917215512 và 0974 835522, và số thứ ba là 0777 061 061. Đến với ô tô Di Tâm có địa chỉ trên, và anh chị em bà con nhớ nhấn nút đăng ký cho ô tô Duy Tâm nha. Đăng ký ngày nào Tâm cũng có sản phẩm mới hết, liên tục phát triển và liên tục có sản phẩm để về phục vụ quý khách hàng. Khách hàng có xe, Tâm có lợi nhuận và có thương hiệu để nhằm phục vụ bà con tốt nhất, thì Tâm lúc nào cũng giữ vững cái tinh thần cũng như là cái cách phục vụ của một người làm doanh nghiệp, công ty kinh doanh, mang lợi nhuận về cho công ty cũng như là cho gia đình. Và khách hàng có sản phẩm tốt nhất thì mình mới bền vững và phát triển được. Đó là phương châm của những người đi trước hướng dẫn và dạy dỗ cho bên Tâm học hỏi được kinh nghiệm đó, nên Tâm phục vụ bà con với một cái tinh thần là tốt nhất có thể, không có lừa dối, không có gạt gẫm, không có dối trá. Bà con đến với ô tô Duy Tâm tự tin yên tâm chọn sản phẩm nha. Tâm xin chào, xin hẹn gặp lại ha.